Hello, xin chào mọi người đã ghé kênh Nani Official của mình nha. Chuyện là chiếc clip này, gia đình mình đi càng quét ở chợ Tỷ Kỷ với 500 cành thì ăn được những gì đây? Cùng mình khám phá ha. Chiếc clip này thì mình đã quay tầm 2 tháng trước rồi, nhưng mà do mình chưa có thời gian để chỉnh sửa nên bây giờ mình mới đăng cho các bạn coi. Đợt đó gia đình mình vào đây tính đi ăn tôm tích sốt bơ tỏi. Đợt trước thì mình mua hai con cũng hơi bự bự là 40 cành. Rồi người ta xào bơ tỏi xong rồi cho thêm một hai cục bắp nữa ăn rất là ok luôn, rồi có răng mực tùm lum hết. Nhưng mà đợt vừa rồi mình đi thì cái chỗ mà bán tôm tích từ đầu con đường đến cuối con đường luôn thì vẫn không thấy, hình như là người ta không còn bán đó nữa rồi. Với lại giống như là hình như mỗi lần mình đi thì mình sẽ thấy chợ người ta sẽ sắp xếp mỗi cái vị trí thuê khác nhau. Đợt đầu mình đi thì giống như là ở cái chỗ bán bánh bèo hay là mấy cái bánh tằm bì này nọ thì ở chỗ này, sau đó cái mình không thấy nữa, rồi sau đó mình đi xuống gần cuối đường thì thấy giờ ở gần cuối đường á. Ở trong đây các bạn nào mà mê trà đào chú Tuấn trong chợ Hồ Thị Kỷ giống tôi không ta? Mỗi lần mà vô thì lâu lâu á thèm thèm là sẽ mua một ly trà đào. Nhưng mà cái bên cái tiệm trà đào chú Tuấn sẽ có một cái quán ghi là cánh gà lắc kiểu Mỹ nè các bạn. Thì mình với gia đình mình sẽ vô đây ăn đầu tiên, coi gia đình mình và mình kêu những món gì nha. Tính kêu xương xương tầm 2-3 món, ăn chơi chơi rồi ăn mấy món khác. Ai về đâu nhà tôi con mắt đói hơn cái bụng. Mỗi người mỗi ý, mỗi người kêu mỗi món xong thành ra quá trời món luôn, ăn không hết luôn. Đầu tiên thì mẹ tôi kêu một dĩa sụn gà lắc phô mai, 40 cành một dĩa. Thì mình thấy sụn gà ăn được nhưng mà kiểu chiên nó hơi khô một chút xíu. Lắc phô mai nó sẽ có một cái vị mặn mặn. Nếu mà các bạn nào mà không thích ăn mặn thì các bạn có thể chấm kèm với sốt mayonnaise. Kế tiếp nhà tôi kêu một dĩa tôm lăn bột thì tầm 5-6 con, tùy theo kích cỡ các bạn. Nếu mà con bự thì chắc tầm 5 con vừa vừa thì người ta cho 6 con là 50 cành một dĩa. Kế tiếp là một cái dĩa mà các bạn thấy turu turu là gọi là rau mực. Ở đây thì người ta có lắc muối tôm và sóc Mỹ, nhưng mà nhà tôi hồi đợt trước ăn thì thấy lắc nó mặn quá nên là kêu là không thôi chứ đừng có bỏ lắc. 50 cành một dĩa. Nói chung thì mình thấy sụn gà với lại rau mực mình thấy ăn cũng được được thôi chứ mình không có hợp khẩu vị cho lắm. Bạn nào mà đam mê mà gà đó thì vô đây hãy kêu cái món gà sốt Hàn Quốc giống như con gì tôi nha. Trời ơi, một dĩa 40 cành mà quá trời quá đất luôn. Gà thì người ta chiên giòn, sau đó người ta sẽ áp một cái lớp sốt lên, ăn nó ngọt ngọt mặn mặn, nói chung là rất là hòa quyện luôn. Cái món đó thì tôi thấy ăn ok, nhưng mà ai mà hảo gà thì mới ăn được nhiều, còn tôi ăn một hai cục thôi. Cái nước sốt tôi rất là thích luôn á. Ta ra nhìn dĩa này thì các bạn nghĩ đây là món gì đây ta? Thì lúc đầu mình nhìn mình tưởng đâu là bao tử cá chiên giòn, nhưng mà nó gọi là răng mực á các bạn. Trong menu thì người ta ghi là răng mực lắc muối tôm 50 cành, nhưng mà đợt trước mình ăn lắc muối tôm thì mình cảm thấy cái vị nó hơi mặn, nên là gia đình mình mới kêu là thôi đừng có lắc, ăn cái răng mực chiên giòn á, rồi xong rồi chấm với tương ớt hay là cái sốt mayonnaise sẽ rất là ok luôn. Các bạn nào mà không có ăn mặn được thì nhớ là dặn đừng có lắc sốt hay như nào đó thì ăn sẽ ok hơn. Ngoài ra thì mình còn kêu thêm một phô mai que 10 cành, 2 ly trà tắc 12 cành một ly, chả giò 7 cuốn là 35 cành. Nói chung chả giò mình thấy ăn tạm. Sau đó gia đình mình không có kêu khoai tây, nhưng mà quán đem thêm một dĩa khoai tây ra tặng cho gia đình mình. Do là mấy cái món kia ăn không hết luôn rồi tặng thêm khoai tây nữa, trời ơi nó quá trời quá đất, ê hề ê hề. Rồi ăn tôi ăn có chút xíu là tôi thấy no rồi, nhà tôi ráng ăn rồi xong rồi no quá đâu có ăn gì nổi nữa. Tổng cái bàn hồi nãy gia đình mình ăn là hết 299 cành. Trong đây thì mình thấy đa số bán thịt xiên nướng, rồi thịt xiên nướng phô mai. Mình đi dạo dạo giữa đường á, đợt mình có ăn vài tiệm ở trong đây mình thấy cũng ok. Rồi đợt này thì mình thấy có hai mẹ con bán nhà mà thấy hơi vắng nên thôi kêu người nhà mình vô ủng hộ. Lúc đầu mình tính là mua một cây hay gì ăn thử thôi, rồi cái mình hỏi con gì mình ăn không, lúc đầu nó nói thôi nó ăn nó no, xong rồi cái tôi nói là thôi mua đại đi, cái mua đại 3 cây, ai về về nó nói nó không ăn đâu. Xong tôi ăn có nửa cây, còn nó ăn 2 cây rưỡi. Nếu mà mình nhớ không lầm là tầm 15 hay 18 thì một xương đó các bạn. Là được rồi, nó mấy cái 1 40 là 40 ly. 40 ngàn một ly bự hả? 1 ly bự 80 hơn nửa ký. Ngon lắm nha. Thật ra ngon lắm. Gà sứ tán nha em ơi. Trong đây thì có nhiều chỗ bán chân gà lúc xương sốt Thái, rồi chân gà sả tắc đồ nhiều lắm. Nhưng mà mình ăn á, mình thấy nhiều tiệm rồi, có tiệm này là mình ăn thấy ok, vừa khẩu vị. Khuyên chân thành thì các bạn nên ăn chân gà sốt Thái nha. Ở đây thì một hộp tầm 35 và 50 thì nhà mình đã mua đại một hộp 50 ăn cho nó đã luôn. Nghe nói cái nước ngọt đá tuyết ở bên Thái Lan hot hit lắm ha, nhưng mà chưa bao giờ được qua Thái nên không biết như thế nào. Sau đó chợ Hồ Thị Kỷ nổi lên cái nước ngọt đá tuyết này nè, mình đi cũng mấy lần rồi mà mình thấy cũng bán nhiều nhưng mà chưa có dịp để trải nghiệm. Rồi bữa đó sẵn thì gia đình mình ghé vô trải nghiệm thử luôn, thấy để hình ly đá tuyết này kia đồ hấp dẫn quá. Xong rồi nhà tôi lúc đầu không có biết, tưởng đâu là đá tuyết mà đá bào á. Rồi lát cái tôi mới nói là không phải, cái này người ta sẽ có một cái máy này nè, rồi người ta sẽ bỏ đá rất là nhiều vô, rồi bỏ mấy cái chai nước ngọt vô đủ loại luôn các bạn. Xong rồi cái máy nó tự lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại, khi mà đủ độ lạnh á thì các bạn sẽ cầm một cái chai đó lên,
rồi các bạn lấy một cái đồ gõ 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 gõ. Khi mà các bạn thấy cái chai của các bạn nó đông 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 lại á, thì cái chai đó đã đủ lạnh rồi. Còn nếu như mà nó chưa có đông á thì nó chưa có đủ lạnh. Bình thường các bạn mua ngoài tiệm á là sẽ tầm 10 đến 15 nghìn dao động là một ly nước ngọt sẽ kèm theo nước đá. Còn ở đây á thì người ta làm đá tuyết á, chai là sẽ 20 cành đồng giá nha. Người ta sẽ bỏ vô một cái ly nhỏ một ít đá, sau đó người ta sẽ gõ và lấy một cái cây để khửi cái đá tuyết ra và bỏ vô. Lúc đầu là cái anh bán này nè tưởng nhà tôi là cầm đi dạo dạo nên là đưa không có bỏ nắp hay là không có bỏ vô cái bịch gì hết, nhà tôi mới nói là cho xin cái bịch với lại cái nắp để đem về thì anh này mới bỏ vô. Mình mua hai ly tổng cộng hết 40 cành, lúc đầu thì không có ai chơi. Lúc mà gia đình mình lại mua thì có một hai người lại mua nữa nè, rồi cũng quay lý giống tôi luôn. Kế bên cái tiệm mà bán nước ngọt đá tuyết á, là sẽ có một cái tiệm bán hoa bong bóng mà được rồi mình có quay rồi các bạn. Tada, đây là những gì mà mình đem về để lát quay cho các bạn coi và cho gia đình mình ăn chung nha. Do là nước ngọt đá tuyết á, nên uống liền nó mới ngon, thì mình có uống thử. Mình thấy á, giống như kiểu là nó bớt ga đi, cái vị nó ngọt thanh thanh và ok hơn. Nhưng mà nó cũng giống như xì ti bình thường thôi, chỉ có điều á, là nó không có quá nhiều ga và khi mà ít pha đá thì nó sẽ giữ nguyên được cái vị ngọt á các bạn. Nên là uống cũng ok nhưng mà giá thì hơi cao. Lúc mấy tháng trước của chiếc clip này nữa thì mình đi á, mình gửi xe ở trong trường học á, chỉ có 5 cành một chiếc thôi. Sau khi mà các bạn gửi xong thì mới lấy tiền. Còn sau mà đợt mà mình đi trong cái chiếc clip này nè thì trong trường học người ta đóng cửa, gửi ở ngoài thì người ta nói là 10.000 một chiếc. Nói chung là bao giữ nó này kia các kiểu gì đó. Nhưng mà lúc mà lại thì người ta sẽ thu tiền trước các bạn, nên các bạn nhớ chuẩn bị tiền lẻ sẵn nha. Đây là thịt heo nướng phô mai. Ở trong chợ Hồ Thị Kỷ thì mình thấy đi dọc bên con đường tầm 4-5 tiệm bán lận. Nói chung là thấy mình ăn được 2-3 tiệm trong đây rồi thì mình thấy tương đối là ổn. Với lại cái khẩu vị nó cũng ngang ná nhau á. Về cái phần thịt đó thì người ta sẽ ép mỏng mỏng vậy nè, rồi khi người ta nướng xong thì có hai loại, một là các bạn thịt không, hai là người ta sẽ cho thêm một miếng phô mai. Lần đầu mình ăn ở quán này thì mình thấy nướng thịt khá là mềm, không có bị khô, phô mai thì béo béo, chấm với lại tương ớt và kèm một chút xíu sốt thì cũng khá là ok luôn. Mình ăn tầm nửa cây còn lại là không gì hay mình nó ăn. Đây nên mà thích ăn chiên gà rút xương mà hay vô chợ Thời Kỷ không biết ăn ở đâu thì nên ăn cái chỗ mình ăn nha, tại vì mình ăn nhiều chỗ rồi. Tổng kết đó là mình thấy cái chỗ mình ăn vẫn ok nhất luôn á. Không tin thì các bạn thử chiên gà sốt thái ở đây đi, nước sốt của chị tự làm luôn. Nước chấm thì hơi ít nhưng mà do là cái nước sốt vừa ăn rồi nên chấm ít ít thôi. Nhanh tay chiến liền thôi. Bye bye.